Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Hot. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu hoàn hảo của nét đại truyền thế giới ở server Trung Quốc. Các bạn thật chú ý những con bài của Yudai nha. Đây là những con bài có vẻ rất đơn giản để tạo thành một deck đại truyền hoàn hảo. Hiện tại thì Yudai đã ném được 11 con bài sổ mù, 12 con và vẫn tiếp tục ném tới các bạn. Những con bài tượng trưng rất đơn giản và không có những con bài nào quá giá trị. Bên cạnh đó đây là những con bài của Yugi Yudai nhá, xin lỗi các bạn. 20 con bài sổ mù và bây giờ chỉ cần rút được con bài đảo chuyển nữa thôi là tạo thành một pha combo vi diệu nhất trong lịch sử game Yugi hàng năm. 23, 24, 25, 26, 27. Ném 28 con bài thôi các bạn, chưa kể những con bài đang có trên tay. Và một pha combo hoa hảo của đát đạo diễn thế giới trên bảng Trung Quốc với những con bài không phải quá phức tạp. Nếu như các bạn không xếp kịp những con bài của Yudai thì các bạn có thể xem lại video nhá. Bây giờ thực ra mình cũng muốn xem lại nhưng mà nhiều khi mình xem lại thì một số bạn phản ứng. Cảm ơn các bạn đã xem nhá.